Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Mạnh Vlog 1. Hôm nay mình quay gồm có 3 đài: đài Tây Ninh, đài An Giang và đài Bình Thuận. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn cái chuông đăng ký ủng hộ Mạnh Vlog 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.